Harry Won sau 3 năm hôn nhân lần đầu tiên thấy Trấn Thành xỉn ở đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Chính Harry Won cũng phải ngỡ ngàng khi lần đầu tiên chứng kiến Trấn Thành say xỉn trong đám cưới của Đông Nhi và ông Cao Thắng tại Phú Quốc vừa qua. Có thể nói đám cưới của Đông Nhi là dịp để các nghệ sĩ của showbiz Việt sát lại gần nhau hơn, cùng nhau quẩy tưng bừng để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Và đây cũng là lúc mà những hình ảnh chưa bao giờ thấy của các sao Việt được công bố. Mới đây, Harry Won bày tỏ sự hoang mang khi thấy ông xã Trấn Thành say xỉn trong đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng. Harry phải thừa nhận rằng trong cuộc hôn nhân 3 năm qua, đây là lần đầu tiên cô thấy chồng uống nhiều và say mềm như vậy. Có lẽ trong nhiều năm lấy vợ vừa qua, Trấn Thành là người chồng rất ngoan khi không nhậu nhẹt nhiều. Chính vì vậy, đến khi có dịp nhậu tới bến, Asin đã bung xõa mặc cho vợ đang cực kỳ bất ngờ bên cạnh. Harry Won lần đầu chứng kiến Trấn Thành say xỉn sau 3 năm về chung nhà. Chun Phạm Anh Đức và Trấn Thành trở thành bạn nhậu trên bàn tiệc trong đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng. Sau pha chơi tiểu xảo, đổ rượu bị Chun Phạm phát hiện, Trấn Thành bị ép uống hết ly. Tại đám cưới Đông Nhi ông Cao Thắng, Trấn Thành không chỉ xuất hiện vị trí khách mời mà còn đảm nhận vai trò MC cho buổi lễ. Sau khi chứng kiến đám cưới trong mơ của hai người em thân thiết, Trấn Thành bộc bạch chia sẻ cũng muốn được làm một buổi tiệc tại Bali hoặc Hawaii trong dịp kỷ niệm 10 năm bên nhau với Harry Won.